ta là chúng ta sẽ làm bước vào làm lá. Thì trước tiên để mà làm được các cái hút lá cho đẹp thì các bạn sẽ có một tấm lá như này ạ. Tấm lá lớn như này thì mình sẽ làm được cái bánh nặng khoảng 1 kg đến 1 kg rưỡi. Các bạn muốn gấp lá thì có hai mặt là mặt trái, mặt phải và mặt trái như này, thì chúng ta sẽ úp mặt phải vào bên trong. Và gấp lá là phải để từ bắt đầu từ cái cuống lá này sang tới đây phải ít nhất phải cách nhau 2 cm. Và vuốt lá, các bạn vuốt theo một đường thẳng luôn, chúng ta phải vuốt thật chuẩn, bởi vì nếu mà vuốt không chuẩn thì cái góc bánh nó sẽ không được vuông. Sau khi mình vuốt lá được một đường thẳng dài thẳng chuẩn như này đúng không ạ, thì sẽ cái cuống nó sẽ vào trong lòng ngực đây ạ, và gấp lại, gấp vào phần giữa. Chỗ này là góc của bánh chưng. Để cái góc của bánh chưng nó có thể vuông được thì chúng ta cần phải gấp lá một cách chuẩn xác nhất là gấp hai vào nhau, hai mét vào nhau, hai mét là bắt buộc phải thẳng nhau ạ. Và tương tự như vậy, trên này cũng phải thẳng nhau. Trên này chúng ta chưa vuốt thì sau khi mở gấp 2 mét lại thẳng thì chúng ta phải vuốt một cái, và chúng ta sẽ được một cái lá như thế này. Thì để có thể làm một cái bánh chưng và căn được lá tốt nhất thì chúng ta sẽ đo là có nghĩa là lá từ đây cái khuôn của mình như này đúng không ạ, thì mình sẽ đo khuôn như này, sẽ cắt lá tới đây đúng không ạ, và sẽ cắt lá tới đây thì chúng ta sẽ sử dụng kéo và cắt lá. Đúng không ạ? Và tôi sẽ được một cái lá như này. Lá gấp sẵn như này đúng không ạ? Và sau đó thì tôi đã làm sẵn một sấp lá như này rồi để chúng ta có thể gói một chiếc bánh. Thì trung bình một chiếc bánh là chúng các bạn phải sử dụng ít nhất là 8 chiếc lá. Bởi vì sao? Bởi vì là một chiếc bánh chưng nặng từ 1 kg đến 1 kg rưỡi thì chúng ta phải đun nước ít nhất là 11 tiếng. Chính vì cái thời gian lâu như vậy nên là rất dễ bánh sẽ bị bục lá ra nếu mà chúng ta đun quá lâu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải ít nhất là 8 lá cho một chiếc bánh. Các bạn nhớ là 8 lá. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gói bánh chưng như thế nào cho ngon. Trong quá trình gói bánh chưng thì như là đậu của mình đúng không ạ? Đậu đây ạ, là các bạn phải nấu đậu lên thì sẽ để lâu, bánh sẽ để lâu hơn. Đậu nấu lên xong rồi thì các bạn sẽ cho ít hạt tiêu lên thì mùi sẽ thơm. Vì nếu bạn nào ăn cay thì sẽ cho nhiều hạt tiêu. Tương tự mình có thịt này ạ, thịt này là thịt nửa lạc nửa mỡ. Bánh chưng là phải có nửa lạng mỡ thì thịt ăn mới ngon, bánh chưng mới ngon được. Thịt mình cũng rắc muối và hạt tiêu lên luôn ạ. Đậu, thịt, gạo mình phải rắc muối. Riêng gạo chắc chắn là sẽ không rắc hạt tiêu đấy ạ. Và đây là gạo ạ. Gạo, để hạt gạo nó xanh như này thì các bạn có thể sử dụng nước sâm dứa. Hoặc là một số nơi ở một miền quê thì họ sẽ sử dụng là lá diềm, lá củ diềm đấy ạ. Các bạn sẽ giã nhuyễn lá diềm ra và vắt lên cái nước của nó để trộn lên gạo để có được một màu xanh đẹp mắt nhất. Thường thường thì nhà mình sẽ sử dụng lá diềm để mà làm. Rồi sau đây thì mình sẽ xin phép hướng dẫn các bạn làm nhé. Đó, đỏ đấy. Còn chúng tôi đang nhìn thấy đúng cái tầm rồi, đang đến lúc nào chính vào giữa. Chúng ta là phải làm 8 lá nha. Mọi người phải đặt lá này. Thế này. Góc một góc nó sát vào nhau này. Tất cả chúng ta phải làm 8 lá. Làm 8 lá thì khi đun bánh 11 tiếng nó sẽ không bị bục ra ngoài. Nếu các bạn làm 4 lá nó xung quanh thôi thì chắc chắn bánh sẽ bị bục ra. Tại vì đun quá lâu bánh. Từng lại một lớp gạo đầu tiên. Rồi đó, sau đó một lớp đậu, chúng ta sẽ san đều đậu ra, giải khắp mặt bánh.
Bánh này bánh lớn nên mình sử dụng cái miếng thịt rất là lớn như thế này ạ. Bố đưa tay nhẹ thôi thì... Đó, thêm một lớp đậu nữa. Thêm một lớp đậu nữa. Và tiếp tục là một lớp gạo. Chúng ta sẽ thăm các góc để đầu gạo các góc như thế này. Tại vì làm như vậy thì khi mà bánh đun vào nước nó sẽ không bị ngấm vào, bị nhão các góc. Nếu mà các bạn mà không làm chắc các cái góc bánh như thế này thì chắc chắn là bánh sẽ dễ nhanh thiêu hơn. Bởi vì là nó bị dính nước á, nó sẽ rất là lỏng. Rồi ạ, mình sẽ san mặt bánh đều như này ạ. Sau đó thì để cho bánh không bị bục chắc chắn nhất thì chúng ta sẽ đặt một lớp lá như thế này. Cái lớp lá này có tác dụng là không để bánh bị rách lá. Rồi ạ, chúng ta sẽ vứt các góc như thế này. Rồi. Và sử dụng nạt để buộc. Nhiều người thì sẽ cho nạt vào sẵn, nhưng mà mình thì mình quen cái việc là để nạt vào sau cùng. Chính vì vậy mà và chúng ta sẽ cột lại. Với cái bánh lớn như này thì phải cần cột ít nhất là 5 lạt. Rồi ạ. Sau khi cột xong thì chúng ta sẽ cắt các cái đây là chiếc bánh đã hoàn thành ít nhất là 5 nạt. Ok, chúc mọi người thành công.